Chào tất cả các bạn. Các bạn thích xe, các bạn mê xe, các bạn ghiền xe. Thì hành trình mình bây giờ đang dừng chân ở Châu Thành, Tiền Giang các bạn. Vừa ra khỏi cao tốc, ghé cái trạm dừng chân Minh Tâm mình ăn sáng. Bây giờ khách chưa có ra các bạn. Thì các bạn thấy là mình chạy trong cao tốc mà cái độ eco là nó báo là 6.3 lít trên 100 km các bạn. Cửa chưa đóng mà. Chưa có xuống mà. Cửa chưa có hết, cái còn nở khúc gì này. Mà tao đâu có đóng đâu. À, ai biết cửa đâu anh đóng rồi sao đó. Đó thì mình đi là đường trường là 6.3 lít trên 100. Thì nó có một cái là các bạn hay hỏi là sao xe hao xăng. Thì xe mới các bạn chạy 100 cây số là nó 90 lít lận. Nhưng mà mình chạy bây giờ xe mình 6.700 nè, nó sẽ giảm lại, nó sẽ bớt hao xăng các bạn. Thì xe mình hồi mới mua là chạy cũng 8-9 lít trên 100 cây á. Giờ thì chạy nó tròn máy rồi. Nó về cái mức tiêu thụ là 6.3 lít. Thì cái công bố là của hãng là chạy đường trường là 6.2 lít. Thì mình chạy 6.3 lít như là ok các bạn. Cô hết đây rồi lên. Tụi lên chưa? Lên rồi. Rồi, bật ghế lên cho má đi. Nó có cái chốt nè. Tự đi. Ê, cẩn nha. Cầm ông quên cái bớt rồi. Đây là đi hai xe các bạn. Đây là Muis. Muis là cháu mình đã chạy, còn mình chạy chiếc ít Tân Đoàn đi về Vĩnh Long chơi. Đóng cửa nha. Không, không xa khá năm. Ừ? Khoảng 1 tiếng hơn hả? Ừ. Không, chắc cũng cỡ đó à. Thì đó, thì ý mình nhắm nhắm cỡ cỡ vậy đó. Ủa, ai ăn cơm sườn vậy? Đức. Có 55.000. Sườn rẻ mà. 55.000 mà nhiều lắm nha. Phở bảy của năm là 70. 75. Tại đó tính tiền đi nè, cái phiếu tôi đang cầm nè. Vậy tao lỗ hết 5.000 mày. 5.000 gì em mới lỗ nhiều nè. Em 3 4 tô người ta anh năm là ta có 75.000, anh nói 80 là người ta lỗ 20.000. Tao thấy để bảng mà. 25.000. Nó tính tiền nè, 75.000. Là hủ tiếu Nam Giang. Cơm sườn 55.000. Phở tái 70. Ai biết đâu. Chết thiệt chứ. Thấy để bản à. Tiếu quá quá. Một cái dĩa cơm sườn 55.000 mà. Hủ tiếu ta nó cực theo nè. Rồi tôm nè, rồi sườn. Nhưng mà ta nói nó có áo sườn, còn nếu mà chắc sườn thì có con tôm nữa. Có con tôm nữa. Sườn không à, sườn cộng không à, sườn ấy không à. Sườn bẻ bẻ, sườn nó ngon á. Còn sườn thì rẻ hơn. Được mấy cục sườn hả? 3 cục sườn. Thịt nó lâu tiêu lắm nha. Lâu tiêu. Thầu phở tái vô lâu tiêu lắm. Anh trai em ăn tiêu. Ờ, ông ăn trai nó cũng đó. Đau cũ không? Xíu rồi nó bụng. Giếp này nó không ăn trai được. Được, giờ cũng ăn trai nữa mày. Đúng mày không có chợ nữa, nó cũng ăn trai. Thì nó quen. Tao muốn ăn chay người ta ăn. Nó nói vậy thôi, có gì đâu. Nó ăn mà.
cơm dặm mà nó ăn ý vậy, nó ăn cơ quan á, sợ cơ quan có ăn chay không á, không ăn chay nhưng mà nó ăn cái tươi, ăn chao ăn cơm á. Vừa phải chở ra hả? Dặm lại thôi, dặm một chút xíu thôi nhé. Kéo nữa. Đi cao tốc, đi đường mới má. Hồi trước là mình đi thẳng luôn. Nhớ đi Vũng Tàu, ghé cái chỗ ăn bánh canh nó cũng dởm bán cũng đông. Hồi xưa hay ăn cơm tấm Trường Giang ha. Ngon chứ anh Năm ha. Ừ, giờ nó cũng còn á. Cơm tấm gì? Kiều Giang. Kiều Giang. Kiều Giang là nổi tiếng đó, là mất tiền dạng vậy đó, sang lắm mới vô bán. Cũng xe hơi được không? Xe khách đâu giờ? Xe khách nó ghé mấy cái trạm dừng chân mà có đẩy ngộ cho tài xế á, nó mới vô chứ. Coi như là có cà phê, thuốc lá gì phát phát á, Hưng Phát gì đó, chỗ ngang đâu, hay ghé. Là mấy ông là chùm luôn á. Đâu mà có đẩy tài xế là tài xế ghé, dữ lắm. Giờ coi bản nha, im ru để coi bản để đi lộn về Sài Gòn luôn, chết luôn á. Đường này chưa đi nè. Ta chưa có đi vô cái đoạn mà về về Mỹ Thuận. Chứ nhờ về Sài Gòn thì dễ rồi. Chạy thẳng ghét thì về Sài Gòn. Không đi thì đi cho biết chứ sợ sợ không sao được. Sắp tới biển báo, tốc độ lố rồi. Lố chưa? Lố. Không, lố tốc độ chạy nhanh chút vậy đó. Cái chỗ đó nó cho bao nhiêu mà nó chạy lố tốc độ. Ủa, đi vô rồi hả? Ừ. Chưa mà. Vô rồi nè. Hồi nãy cũng không có coi đường nữa. Ủa, hoành lại là đi thẳng luôn hả anh? Đó là đi cái đó là về Sài Gòn á. Không, hồi nãy là mình quỳnh lại là mình đi thẳng luôn hả? Ừ. Có nhìn đâu, trời ơi, quên nó để nhìn, có nhìn. Hồi nãy là thay gì là mình đi thẳng á. Có là bấm điện thoại. Trời ơi. Tài xế không kêu lên nhìn đường. Nó có bản mà. Có bản. Giờ anh chồng lại cao tốc nữa mà. Có bản thì ok. Thì đó, nhưng mà quan trọng là cái đường đi đó. Có hồi nãy nếu đi thẳng mình đi chỗ này nè Lan. Dạ. Mà mình quẹo là mình đi vòng rồi đó, mình ăn sáng. À. Giờ mình vòng trở lại. Tức là qua cầu vượt á. Thế nãy mình đi thẳng là đi cái khúc này nè. Nãy mình xuống cầu tốc là mình quẹo trái ra ăn hủ tiếu. Hủ tiếu. Là quẹo trái phải không? Ừ, quẹo phải. Phải. Nãy quẹo phải là đi lên cầu vượt. Và ăn ra cây lậy Tiền Giang. Còn nếu mà không ăn là đi thẳng. Mình nghĩ là quẹo trái nhưng không phải, quẹo phải mới đi lên cầu vượt được. Rồi vô đây chậm thu phí nè, để coi nó nhiêu nè. Nãy lấy tiền xăng không à, không có lấy tiền thu phí. Phí trừ rồi. Lấy nhiêu tiền xăng? Nãy lấy nó có 700 à. 700 đủ đủ. Dữ
xăng thì giờ dư nhưng mà tiền phí thì thiếu. Phí cái này là hình như 100 ngàn á. Mắc lắm. Nó trừ nó có hiện lên đây không hay là trừ thẻ? Ra kia nó hiện chứ. Không, nó mình ra nó mới tính tiền. Tại vì mình nhiều khi mình ghé Tiền Giang rồi không? Hiểu chưa? Quên. Đây nè, Lan nó có hai len, mình cảm giác cái đường à, nó hẹp. Nó không có cái đường kia. Mà mình thấy nó nhỏ, thấy là đường nó nhỏ đúng không? Không có cái đường mà dự phòng hoặc là đằng kia đó. Ôi, đường này chạy khỏe, đâu có kẹt xe đâu vô đây. Mới đi nha, mới đi. Lan. Dạ. Đang chạy luôn control 80 nè, thấy không? Lóc 80 nè. Bấm sao vô chạy nó. Đây nè, bấm cái này cái mình lóc cái con nút này mình gạt xuống cái rồi. À. Tức là mình gạt xuống. À, mình bấm vô đó là nó chờ. Ờ. Nó chờ xong rồi mình thấy cái tốc độ mình 65 70 80 gì đó. Có cái nút trên nè mình gạt xuống cái là nó lóc. Khi nào mình thắng là mình phải làm lại lần. Thắng thì mình nó hết rồi đó. Nó hết rồi thì mình coi để tốc độ ấy mình lóc lại là mình gạt xuống cái nó có nút nhỏ đây nè. À, dạ. Mình phải bấm cái kia trước. Ừ. Rồi bây giờ muốn nhanh á thì nhích lên cái thì nó lên thêm 1 km, nhích cái nó lên 1 km. Mình muốn hạ thì mình nhích xuống nó giảm lại cộng trừ á. Giống vô đi gì đó. Ừ. Đó nãy giờ đâu có đập ga làm gì đâu, chạy tự động. Buông tay ra luôn. Không, Tesla thì buông tay chạy luôn à. Mày không có Tesla. Mình phải giữ hả? Này buông chân đây hả? Không, mà Tesla hình như nó nói cũng phải để cái tay lên vô lăng. Xe mua ít cũng có lưu cần tròn á. Đồ mà thằng này đang chạy 80 mà nó chạy hơn ha, dữ ha. Xe cổ cũng có đó nhiếp. Có. Ừ. Cũng có cái nút con ly vậy nè. Thấy không, xe đỏ nó chạy cũng cùng tốc độ mình, nó chạy mình thấy cũng đều đều nhau phải không? Xe che giường nằm á. Nó thấy nối đuôi về chạy an toàn á. Có đâu cái này ít lắm. Ý tại vì đang chạy cao tốc này. Này chạy có 89 nè, 79 nè. 77. Đôi xe giờ công nghệ có 700-800 triệu cũng đầy ấp luôn ha. Đủ ha. Ừ. Đủ thiệt chứ bộ. Quá rẻ luôn. Mấy cái nó còn hơn nữa. Có xe nước rồi đâu ta. Lăn bánh là 750. Ồ, chạy về mà có 6 lít 400 cây à. Quá im. 80 cái 6 giờ. 80 là biết đó hả? Ừ. Nước tiêu hao để 6 lít 4. Mấy bạn mà mới lấy xe, nói sao xe chạy tới 10 lít. Đúng rồi, xe mới nó vậy. Chạy thời gian 5-6 ngàn trở lên là bắt đầu nó giảm lại, máy nó tròn máy lại. Xe mới máy nó còn hơi nặng. Mà xúc xe rồi mới lấy về chạy cũng 8-9 lít. Phun tải mà chạy 6 lít 4 là ngon.
này mình nhìn đi Mỹ Thuận là hết cao tốc là quẹo phải Nha Lan xuống cao tốc á. Mình cứ nghĩ là quẹo trái là ra ngã ba, nhưng mà không phải, tại vì mình đi lên cầu vượt á. Bữa ông Bảy cũng cãi tao, tao nói mày cứ quẹo phải đi, dòm bán đi đi chứ. Bị ổng chạy phải không? Mỹ hả? À, rồi ổng cứ nghĩ là ra đây là phải quẹo trái mới về cầu Mỹ Thuận đúng không? Nhưng mà không phải, quẹo phải mới đúng. Quẹo trái là đi về Sa Đéc. Tại mình quẹo phải cái mình lên cái cầu vượt á. Chị đã nghĩ giống em rồi. Ừ. Phải dòm phải dòm bán đi chứ. Thì ai đi đi nhưng mà đông đông thì nó vui, còn 7-8 người đi luôn không gì đâu, đâu phải chờ đủ 14 người. Má bữa về ông Út Hinh ông nói khỏe khỏe chở chị Hai rồi về cho nhắc chứ. Nó chỉ còn ghé hai lần, lần nào ông bả cũng tiếp đãi vui vẻ nồng hậu chứ cũng đâu có gì. Ông hái cho trái mít với mấy trái ổi, mấy trái hữu hoa. Quay với cậu ba đó, nay cũng đẹp ghê á. Xây nhà lại cũng đẹp ghê. Với cậu ba anh năm. Ừ. Nhà sao, nhà bếp quay hết rồi. Lót gạch rồi lát mướp, hồi trước là còn đất không? Lúc mình về mình nướng cá mình ăn đó. Nằm chậm á, nằm đất. Ôi khỏe mà đi không có kẹt xe, vậy là khỏe à. Sợ kẹt xe nè. Xa lắm hả? Không, không xa. Qua cao tốc này đi một chút nữa. À không, mà đang nói là đi xa. Đâu, qua cao tốc là mới tới rồi đó. Đường này nè. Là chạy một chút nữa là tới à, gần xe ta. Ừ. Thì đúng rồi, giờ đường cao tốc nữa. Đường cao tốc, hai cái cao tốc rồi. Tức là mới đi hết cái đường cao tốc này đúng không? Thì má quẹo vô Sa Đéc rồi đi chút nó tới à chừng đông người ít rồi quá chẳng hết đi rồi cái đi dọc đường ấy, mua bánh mì cái mua nhà luôn cũng được, sáng sớm mua cũng được xuống cái cúng bà ngoại luôn, mình khỏi làm đến dỗ nhà. Bữa con tìm đâu ra đâu, hỏi dài dài đường, nó mở đường bự quá là đâu có tìm được. Cái con gái bà ngoại nó, bà ngoại nó dắt con về vô tới mở bà ngoại chứ về tới đây rồi. Con tính đi về luôn rồi đó, 2 giờ chiều rồi. Cái sao đi hồi cái gặp bụi tre. Nhớ lại. À, thì má ngoại ngay bụi tre á. Cái nhìn cái nhà, cái thấy nhà Út Hinh, thấy nhà Út Hinh thì nhớ. Bữa giá ngoại nó ngoại dắt con về chứ con giờ hỏi thăm không ai biết hết, rồi lâu không về, đường nó mở mới quá nhìn không ra. Cái đi hồi gặp bụi tre thấy nhà Út Hinh nó đúng rồi. Ngoại dắt về á chứ. Vậy lấy
sao bữa con coi là cái gì lập mộ ngày 2012 12 ba ông chết năm 2000 rồi sao kỳ đâu đâu có ở dưới cạnh kiểm đâu có ba con ngự đâu đó để cái mộ bia bữa tao quay á là nó để là 2012 ở dưới ta nè mà không lẽ tới đó có ai làm gì nữa mà mình không biết chứ ba hồi về xây là ổng chết năm 2000 rồi mà từ 12 rồi mới tới 2000 chứ chắc lấy cái bộ bia là 2012 tức là 12 năm là mới có 10 năm mà chắc ai đó sẽ lại dữ bèo lắm có ai sửa mộ bia hay gì không chắc là mộ bia quá tự tao với ông đâu là lấy đó là chứ là ông làm năm chín mấy chứ năm 2000 ông chết ngắt rồi xây đó. Ông đồ cuộc sống đừng nhớ xây xong rồi lâu lắm tao xuống cái lấy cốt cuộc xây cái ông đồ ông mất đi làm ông đi về ông làm cái tới ngày đến ngày cúng tạ mã lớn lắm tao đi chợ tao nấu nước cúng mà cũng tiền bạc tao lo hết mà mời bà con dòng họ thơm sớm 7-8 năm lận mời cúng tạ mã mời đông lắm lớn lắm cúng ông một mâm ở ngoài mã thì ăn ở ngoài mã không có được đem vô nhà còn trong nhà thì đãi cô bác này xuống cây lại làm được vậy rồi sao khi nó có tiền chứ nó thấp quá nó mới báo cho tao là nó xây lên thêm hay lên thêm một ít thôi tụi tao cũng về về rồi tao cũng phụ tiền vô chứ đâu có không sao về về nhớ là có thằng nhỏ không biết có anh chèo không nữa có thường thường đấy là có sao rồi bên nó xây gì xong rồi tụi mình cũng có về nữa có về cũng nữa vậy chắc xây đợt sau là còn bà đi bán rồi chợ trước nó vợ mình đáng rồi hồng bông rồi chợ vợ mình vậy buôn bán rồi cũng đỡ rồi đất đó thì của ngoại tụi nó là cháu nội tao cháu ngoại thì tụi nó hưởng có hai đứa hưởng chia ra chứ mà hai cái mã kế bà ngoại là của ba ông Trinh má ông Trinh hả hai cái mã kế bà ngoại á tức là năm cái rồi bà ngoại ở giữa là cậu bự bà bự má ông ngoại bà ngoại ông má tao kế xong rồi là cậu bự mà bự kế nữa còn bự bự là má của ông Phiên phải không đó là gắn gót đâu chịu tao nói rõ ràng má ông Phiên bự là cái bà với quận Tư hay là khác nữa không bà bự là má ba Phinh đó, à. Con mư bà bự á, ba má con Phinh á. Thì đã nói là má của con Phinh, ba của con Phinh. Nhưng mà thứ mư là gì mư hay là cậu mư? Má ông mư, bà cậu mư tao má mư. Nghĩa là cậu và bà kia là gì? Chà, tại sao là hai người thứ mư má hiểu không? Tức là mà là má của ông Phụng, bà Phụng với là cũng thứ mư, đúng không? Nói gì má ông Phinh là biết má ông Phinh rồi. Nó Phinh dễ dễ mừng mừng. Vì đẻ nó hai đứa thứ mừng nó kêu vậy đó. Cậu mừng Út, vậy mừng lớn. Mà cậu mừng gì mừng là hai chị em hay sao? Chị em hai chị em đủ. Mà sao cũng thứ mừng hết trơn kìa. Cũng mừng đó là thằng Được á là đó là thứ 11, 12 à. Ừ. Sao cũng được. Út nhưng mà Út 11, Út mừ. Ừ, mừ thì hôm nay là mừ. Còn hai đứa giống nhau. Ừ, gì vậy? Đó, bà ơi, bà lộn xộn quá rồi ba. Đổ bể rồi. Con với Được là khác nhau. À, Út nhưng mà Út Lan nhưng mà Út mừ, Út 11, 12, phải không? Hai người thứ mừ hết. Bà mình mới thắc mắc vậy Lan không? Bởi vì hỏi má Phiên này đúng là ổn, lộn kiểu, có mừ, có mừ. Trời ơi. Còn ông kia ông thứ ba mà ở ngoài sông á là cái gì anh Năm
cặn kiệm sao hôm nay kỳ nào về cũng đâu có thấy đâu. Đâu cặn kiệm nó chết lâu rồi, cái con con chết lâu rồi. Nhớ cặn kiệm đi, bị sông lớn. Nhưng mà con sau này về là chỉ ghé ông Dũng ở sau hè đó thôi. Mẹ ghé ông cặn kiệm cho ăn bắp, luộc bắp lên ăn mà lột ra có ba cái hộp. Ủa sao ba chồng tao bỏ xứ, tao nẹp quá tao không có về xứ. Sao này bắp luộc bên kẹo rồi. Tao có tiền tao mới dắt càng được chiến Lan nè, vì ai đó là đi với tao đi về quê về xứ đó là có chị Sáu ơi chết rồi, còn con là cái ghé cái nhà luộc bắp đó là con của bà chị Sáu đó. Cần kiệm đó, cái thằng cần kiệm thì nó lên nó ở nhà tao, nó đi đâu có biết tao mấy tháng trời đó, nó lên ở nó làm đi lên làm rẫy cho tao đó. Chết hết rồi tụi con xuống cũng yếu khách lắm, luộc bắp rồi đi ăn một bắp rồi tới nhà thằng đó rồi ăn cơm nữa, nấu cơm rồi quá. Mấy giờ Lan? Lan coi mấy giờ Lan? 8 giờ 26 phút. Sớm hả? Cầu Mỹ Thuận mà nó không kẹt nữa là khỏe. Má ba nằm chưa? Ba mệt chưa? Chưa hả? Ba đang nói Mỹ Thuận. Đi nói chuyện hồi xưa rồi nghe rồi phải không? Nghe làm gì? Để ta hỏi mừ. Thấy ngồi nói chuyện có Úc Lan rồi Bảy Nhã rồi nói chuyện nhau. Hai người thứ mừ, thứ mừ vô cổ mừ, thứ mừ hai người thứ mừ. Lý do sao hai người thứ mừ không rồi nói gì trai gái mà trai gái không sinh đôi cũng có đứa trai gái nữa mày. Nhưng mà ý này là không phải sinh đôi, tao có biết mà không phải sinh đôi. Chào tất cả các bạn, bạn thích xe, các bạn mê xe, các bạn ghiền xe. Ít lần đời này chạy trong cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đã quá các bạn ơi. Có cái chế độ control đó, ra tự động các bạn. Mình vô mình lắp một cái là chạy, nãy giờ chạy suốt luôn. Chưa có phải dậm thắng, dậm ga gì hết. Nhiều khi các bạn nói là không cần thiết, nhưng mà thật sự thì công nghệ mà các bạn có còn hơn không. Đôi lúc mình cũng phải cần có cái nó sử dụng. Thì vô đây mình chạy chế độ Dual Control, nãy giờ là mình rất là một đường rất là dài rồi các bạn. Thì nói chung đường thông thoáng mình mới chạy được, chứ khi mình dậm thắng thì nó mất cái chế độ đó đi. Chạy suốt luôn các bạn. Nó hai cái chân mình nó nghỉ ngơi, nó thả lỏng, nó cũng khỏe. Rồi cái mình chỉ cần nhìn cái vô lăng là nhúc nhích là mình chạy thoải mái các bạn, không có phải suy nghĩ gì nhiều. Đó, thì quan sát là đường nó thông thoáng thì cứ tà. Mức độ là cái đường này nó cho mình chạy là 80 thì cứ bấm là 80 là chạy các bạn. Rất là thoải mái luôn. Thì cái công nghệ mà cái nào thì nó có thì mình sử dụng thấy nó hữu ích các bạn, chứ không có nói là không có ích được. Nhiều khi các bạn nói là đường Việt Nam mình đó không có chạy Dual Control được. Nhưng mà nhiều khi vô cao tốc đó, các bạn, nhất là những cái cao tốc ở ngoài phía Bắc đó, đường nó vắng. Mình đó, từng đi Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội rồi, đường nó vắng lắm các bạn. Chạy dơ dơ luôn mới thấy được chiếc xe. Mà cái đường đó, nó cho chạy 100, 120. Do đó thì xe nào mà nó có tích hợp được cái công nghệ mà Dual Control này mình thấy rất là ok luôn, rất là sướng luôn các bạn.
Thì cái mức tiêu hao nhiên liệu là mình chạy ở đây nó đều ga các bạn, mình không có lên ga xuống ga, mình chạy đều 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 như vậy. Thì cái mức tiêu thụ nó mình đi nãy giờ là cũng khoảng mấy chục cây rồi. Cao tốc này nó khoảng 50 mấy cây các bạn, mình chạy đi cũng được nửa đoạn đường rồi. Thì nó báo là chỉ có 5.8 lít mà các bạn, chưa được 6 lít nữa. Thì cái này không biết là có chính xác hay không, nhưng mà nếu mà như vậy thì thật sự là bất ngờ luôn các bạn. Mà chắc có lẽ là nó cũng tương đối chính xác, tại vì mình chạy không có thốc ga đó, mình chạy đều 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 thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó sẽ giảm các bạn, giảm xuống, giảm rất là nhiều luôn á. Thì nó báo là chỉ có 5.8 thôi. Thì mình chạy trong cao tốc mà Sài Gòn Trung Lương á thì nó báo là 6.4. Thì cái cao tốc nó đông các bạn, mình chuyển làn rồi mình tăng ga rồi đó, dòng tua nó lên thì nó sẽ hao hơn. Còn mình chạy ở đây thì cứ điều luôn cần chân nè, các bạn thấy cái kim đồng hồ của mình đó, các bạn để ý coi, nãy giờ nó cứ đứng yên một chỗ đó, chạy suốt luôn. Nó từ đầu đến cuối là các bạn thấy cái kim nó không có nhúc nhích luôn các bạn. Cái kim đồng hồ km á. Thì mình thấy là cái mức tiêu hao nhiên liệu mà chiếc Xpander này như vậy là quá ok các bạn. Xe mình thì đang chở là 6 người. Cộng hành lý nó cũng như 7 người các bạn. Thì có một số bạn là nói comment với mình đó, hỏi mình sao các bạn mới lấy xe về mà chạy nó tới 10 lít trên 100 cây. Thì cái điều đó cũng đúng các bạn, khi mà các bạn lấy xe mới về cái máy nó còn, nó kiểu nó còn bót á các bạn, nó chưa có tròn máy á, thì cái nó sẽ hao xăng hơn. Xe nào cũng vậy các bạn, không phải riêng gì chiếc Xpander này, xe nào cũng xe mới hết, thường thường là cái máy nó chưa có tròn, nó do đó là nó hao xăng hơn. Thì khi các bạn chạy tầm khoảng 5-7 ngàn cây á, thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó sẽ về cái giá, cái mức chuẩn của nhà sản xuất công bố. Thì nhà sản xuất công bố thì chạy đường trường nó chỉ có 6.2 lít thôi, mà không biết sao mình vô đây mình chạy thì nó báo là 5.8 lít. Đó là cũng một cái điều bất ngờ các bạn. Thì các bạn nào mà mới lấy xe đó thì yên tâm đi, không có hao xăng đâu. Xe này là mình thấy người ta chạy dịch vụ rất là nhiều. Nó đi đường là mình thấy Xpander này mà đi dịch vụ rất là nhiều các bạn. Xe gia đình cũng rất là nhiều luôn. Thì các bạn nào mà có dự định mua xe chạy dịch vụ á, thì mình thấy cái Xpander này nó phù hợp các bạn. Nó phù hợp mọi cái, nó nhiều cái để mình nói phù hợp các bạn, tức là mình tiết kiệm nhiên liệu nè, tiết kiệm cái giá tiền nè, rồi cái xe thì xài cái hộp số là AT4 cấp, thì chạy nó bền hơn, nó ngon hơn, nó mạnh hơn cái CVT các bạn. CVT mà đi đường trường thì chắc có lẽ nó không mạnh bằng cái xe này đâu. Thì mỗi hộp số thì nó cũng có cái ưu nhược điểm riêng, chứ mình không có chê cái thằng CVT, nhưng mà mình thấy chạy dịch vụ thì cái hộp số AT này nó rất là phù hợp đó. Thì các bạn cái sự lựa chọn thì các bạn cân nhắc kỹ, còn thí dụ như mà các bạn thích cái dòng xe nào thì cứ mua dòng xe đó thôi, nó khỏi mất công lăn tăn các bạn. Tại vì có một số bạn á comment nói là phân vân giữa thằng Veloz Toyota các bạn với thằng Xpander Mitsubishi, thì mình đừng có lăn tăn. Ví dụ bây giờ cái hộp số của thằng Mitsubishi á, nó xài là 4 cấp, nó chuyển động bằng nhông, thì nó có cái ưu điểm riêng và nó cũng sẽ có cái nhược điểm. Còn thằng Veloz thì của Toyota thì nó xài cái hộp số là vô cấp, tức là hộp số CVT đó các bạn. Thì nó chạy bằng dây Coro,
Nhưng mà Jekuro nó là nó làm bằng thép các bạn. Nó nằm trong máy mà hộp số mà nếu mà nó làm dở quá thì chạy vài ba chục ngàn, mà hư là thay là rất là cực. Để rã máy ra hay sao? Do đó thì nó cũng rất là bền. Thì có bạn nói sợ là nghe nói là khi mà đứt cái dây caro đó là phải thay luôn hộp số. Thì điều đó thì cũng đúng, các bạn nói mà đứt rồi thì cái xe bạn chắc cũng tàn rồi. À, nó cũng rượu hết rồi, phải thay luôn là cũng vừa các bạn. Do đó là mình thích xe nào thì mình cứ chọn cái xe đó thôi, chứ mình đừng có. Bây giờ cái công nghệ mà với lại cái giá cả, những cái hãng nó tinh chỉnh những cái xe mà chấm nhỏ ít hao xăng mà vẫn chở được 7 người, đó là tiện cho cái phân khúc mà phổ thông giá bình dân đó các bạn. Thì xe càng chấm lớn thì tiền nó càng cao. Xe máy cũng vậy các bạn, xe phân khối lớn thì lúc nào nó cũng phải mắc hơn cái phân khối nhỏ. Do đó là người ta tinh chỉnh để cho nó phù hợp. Thì mình thích dòng Toyota thì mua thôi. Tôi thì tôi cũng thích cái Toyota lắm các bạn, nhưng mà do những cái lúc gần đây thì nó bán nó kèm lạc nhiều quá, mình cũng nản các bạn. Chứ còn Mitsubishi này á thì đặc biệt á là nó không có kèm lạc, và giá hãng sao thì nó sẽ làm đúng như vậy các bạn. Do đó là mình chọn qua cái Mitsubishi. Thì mình cũng thích cái dòng xe này các bạn. Thì thật ra thì xe nào cũng vậy thôi, nó của xe Nhật mà. Những cái xe này là của hãng xe Nhật các bạn. Do đó thì các bạn cứ yên tâm đi, không có lo nghĩ gì nhiều. Thích Toyota thì mình mua Toyota các bạn. Nói chung á, mình thích dòng xe nào mình mua dòng xe đó, mình khỏi mất công lăn tăn các bạn. Thì nói chung á, thị trường Việt Nam mình á, cái dòng xe Toyota thì được cái dân Việt Nam chuộng nhiều hơn cái dòng Mitsubishi. Là do cái Mitsubishi những cái thế hệ trước các bạn nó rất là hao xăng, nó rất là hao xăng các bạn. Chẳng hạn như là cái dòng xe 7 chỗ mà cái thời thập niên 2010 á, từ 2001 đến 2005 á các bạn, thì nó có chiếc Jolie á, rồi Toyota thì nó có chiếc dây. Thì hai chiếc này thì cái chiếc dây là thần thánh rồi các bạn. Chiếc dây thì nó chỉ có 1.8 thôi, cũng 7 chỗ nhưng mà chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Còn cái thằng Jolie của thằng Mitsubishi á, thì nó lại hao. Do đó thì cái người mà muốn chạy những cái xe tiết kiệm nhiên liệu á, thì người ta sợ, người ta sợ cái dòng xe của hãng Mitsubishi. Nhưng mà những năm gần đây á thì cái hãng nó cũng theo cái thị hiếu thị trường của Việt Nam và châu Á thì nó cũng tinh chỉnh ra rồi. Các bạn thấy chiếc Xpander mà chạy trong cao tốc mà mình chạy chế độ là Eco, Eco là tiết kiệm xăng đó các bạn. Rồi mình chạy ga tự động nữa thì các bạn thấy là nó báo chỉ có 5-8 trên 100 km. Thì ngoài cái sức tưởng tượng của mình các bạn, mình nghĩ nó phải từ 6 lít cho lên, từ 6,5 lít 7 lít. Nhưng mà do là mình chạy cái chế độ tự động đó, nó không có lên ga xuống ga nhiều á, thì nó tiết kiệm được thêm nhiên liệu chút xíu. Thì mình đang cái ga tự động mình chạy điều ga mà không có thắng các bạn. Có ngông này ông lên thì ông lên luôn đi, ông cứ kè 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 bên hông chiếc Innova rồi các bạn.
Ví dụ nó lố một hai cây thì cũng không có bị tốc độ, nó cũng không có phạt đâu các bạn. Thì mình đừng có chạy song song với người ta, nguy hiểm lắm. Nó ông lên rồi giờ không chịu lên nữa, mình ra mình các bạn thấy không, cũng vẫn cái luôn còn cho nó đứng kim luôn, nó đâu có, mình đâu có tăng giảm gì đâu các bạn. Thì cái tình hình giao thông trên đường thì có cái vụ gì thì mình cũng chia sẻ với các bạn vậy. Các bạn chạy thì đừng có nên chạy song song, một là qua dứt khoát, hay là chạy sau người ta, nó an toàn các bạn. Xe máy cũng vậy nữa, người ta không có cho mình đi hàng 2, hàng 3. Đó giờ ông thục lần sau đó, chắc ông không có cái chế độ lưu cực cho nó chạy rồi cái ga ông không điều chân đó. Ông thục lên thục xuống. Thì một là thục lại đi, hai là vượt qua luôn. Đó thì chia sẻ với các bạn là mình chưa có chạy vlog các bạn. Vlog thì mình chưa có chạy, mình không biết là nó im, nó ngon không, nó có hơn được cái ít lần đời này hay không, nhưng mà thấy lần đời như vậy là ok rồi. Các bạn nào mà chạy dịch vụ là thấy là phù hợp nhất các bạn. Bây giờ mình ra đường thấy ít lần đời chạy dịch vụ nhiều lắm, mà cái khoang hành khách nó cũng rộng rãi nha các bạn, chứ nó không có chặt đâu. Hình như là nó là rộng nhất trong cái phân khúc MPV các bạn, và cái khoang nội thất á. Thì chúc các bạn nào mà chuẩn bị mà mua xe đó thì chọn được chiếc xe vừa ý. Chứ ở đây mình không có review quảng cáo cho hãng nào các bạn. Các bạn thích xe nào thì các bạn mua xe đó thôi. Thì mình cũng vậy, chạy xe nào thì mình chia sẻ cảm nhận xe đó. Chứ mình không phải là review quảng cáo rồi khen này kia. Nhưng thực tế là các bạn thấy trên cái đoạn đường cao tốc mình chạy thì nó rất là im, nó tiếng ồn nó cũng không có nhiều các bạn, nó không có cao lắm. Nhiều xe nó ồn lắm, thì mình đi xe nào mình chia sẻ xe đó. Chứ còn trong cái kênh của mình là du lịch và xe thôi các bạn, chứ cũng không có để mà câu view hay là quảng cáo cho ai hết. Cao tốc này chạy rất sướng các bạn. Sắp vô mua. Trời ơi, con lo hết rồi, nãy quên mua chai, hai chai bỏ theo. Còn không? Còn đứa cho chai. Đem mà đem hợp tiện quá. Tại má kêu nó đem chai thì nó đem chai chứ. Kêu đem nước uống thôi. Không phải kêu đem một chai. Còn sao kêu nó đem một chai. Dọc đường mua 5-7 ngàn chai chứ nhiêu đâu, ở nhà lấy cũng phải tốn tiền. Con lo hết, khác thì con gác mua cho. Con đem hai chai đây nè, chưa uống nè, hết đưa cho. Vậy mạnh như súng chứ sao. Nãy có ông bà 80 mấy tuổi con cái đi nó dìu quá trời, có thấy không, bà mập quá hay sao á, xuống bậc thang phải đỡ bà. Hỏi hỏi con bà nói này, hỏi cụ này 90 chưa, nó 80 mấy. Trả lời gì được rồi, còn không biết 85, 87 thì mình không biết. Hàng 8, hàng 9 vậy thôi.
cái bà đó thấy nhìn chắc cũng ngang ngang tuổi má, cỡ 85, 87. Có ông đó, ông đi con đi du lịch đi xe lăn phải không? Ăn mà có người đúc nữa. Con đi chơi mà. Bởi vì má khỏe mà đi lâu lâu đi chiến. Mà. Ngồi nói chuyện thời xưa rồi nghe. Tao phải đi mà tao già chuyện tao nói chuyện dữ. Đi ngồi nói chuyện rồi chơi rồi. Chứ phải đi ham ăn hốt uống gì chú ngạn gì đâu, thấy không? Mà đi không có gà ăn giả thì cũng không ăn được. Xấu ông ơi, mớp xấu. Không có dạ. Ăn nha, không có ăn được. Xấu. Ăn được. Không có ăn thì nó mớp thì già chút. Xấu lắm. Không được đâu. Xấu quá. Ồ, có tóc dài đã thì thằng Lu cần cho anh chạy ghét ngồi. Tóc này sao mà dài dữ. Cái kia cũng dài, tại ngừng nó thấy vậy. Tay vịnh qua lăng, nhúc nhích là chạy. Sướng. Mà đường không láng, đường lắc quá. Bởi nó cho chạy 80 á, nó đâu cho chạy 100 đâu. Cho chứ chạy như vậy mà dài quá cũng buồn ngủ chứ ha. Khách rồi nói chuyện đỡ cho chạy mình buồn ngủ. Chạy xe có người ngồi kế nói chuyện. Nhất là ban đêm ha. Đêm ngồi nói chuyện hồi cái lát im ru hết trơn, ngủ hết trơn còn mà tà trái. Nói gì quá đó, ồn ào nhức cái đầu. Cái lát cái còn mình không tà trái. Khỏi định bù. Còn nó mở đường hoài phải định bộ nhà nó nhiều. Giờ cao tốc nó băng trong đồng trong ruộng. Rồi Phan Thiết ngày nó băng trong mấy rừng cao su á. Đi. Nó đâu có cho ghé gì đâu mặt tiền. Đâu có cho đi được không? Xuống nó thấy bên hông nó cỏ lao vườn được không, thấy không? Ví dụ như mấy cái kia thì nó có nhà thì nó làm cái đường dân sinh nhỏ cho chạy riêng vậy thôi. Nó đâu cho. Có làm đường nhỏ cho chạy chứ. Có chứ, hai bên hông là có. Đó, nó chạy nó có nhà đường đỡ vậy vậy. Có đường kêu đường dân sinh đó, đường nhỏ xíu. Chứ cao tốc nó có cái lan can sắt rồi đâu có vô gai được đâu. Đều cũng có xe chạy rồi. Đây nó 80 riết luôn anh ông. 80 riết vậy đó. À, nó cho 80. Rồi kết thúc rồi Lan. Dòng bản nha. Dòng bản mốt có biết đi nha mày. Lá gà chậm không khí coi nhiêu tiền.
ngàn. Ừ. Cho nó 100 ngàn là còn hơn. Ui, nó mất thế 3 ngàn rồi. 38 kìa. Tôm kìa. Ngựa ghê, qua cái nó chạy nhanh rồi. Nè, quốc lộ 3 quẹo phải nè thấy không? À, quẹo trái nè. Đó, Tụng quẹo phải thấy không? Ở đâu? Cái ông Bảy ông nói là quẹo trái mới ra. Ta suy nghĩ, tại vì ta vô đi, ta suy nghĩ. Thì ta đi, ta nhìn bán, ta biết. Em nãy em cũng suy nghĩ. Tức là cái hướng mình nhắm. Hướng mình xuống là phải quẹo ra cầu Mỹ Thuận đúng không? Thì tại vì mình chưa đi, mình suy nghĩ. Mình, trong đầu mình tưởng tượng ra. Ở trên đi xuống là phải quẹo phải mới ra cầu Mỹ Thuận. Quẹo trái chứ. Ngược lại quẹo phải mới đọc đó nha. Đi với vậy. Người ta suy nghĩ bộ. Ừ. Nhưng mà nó đúng không thôi. Em giống là anh em suy nghĩ giống nhau. Bây giờ là vô đường này nha Lan. Qua cầu Mỹ Thuận là quẹo cái vô đường này nè. Vô cái đường xe buýt xanh nó đang quẹo vô thấy không? Đó. Tao dặn mày chiều mày về đó. Nhưng không có nhớ đâu. Không nhớ. Sao 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 mà nhớ được? Không biết đường đâu mà nhớ đi. Đó, quẹo vô đó. Thì thấy giờ nói thì biết vậy chứ không nhớ. Quẹo ra vô cầu Mỹ Thuận nè. Không có. Bảo đi về xuống Sài Gòn. Rồi quẹo vô. Đó, Sài Gòn. Giờ là mình là chưa tới cầu Mỹ Thuận. Ý là qua cầu Mỹ Thuận xong. Là qua cầu Mỹ Thuận rồi. Ừ. Chiều mày chạy hết chăng? Không nhớ. Không nhớ rồi bật Google đi. Rồi, sao vậy? Không nhớ thiệt. Là xuống cầu Mỹ Thuận là ngõ ba ăn hủ nè, là quẹo trái vô, quẹo trái, cái quẹo trái vô nữa là sao? Thì anh thì gành với ông Lượt, đồ anh em, đồ đi gành gành với em. Giống như Kỳ đi đâu Cà Mau về kiếm cái quán cơm mà nằm dẫn đó. Kiếm hoài cái gà đâu, nhớ đâu, biết đoạn nào đâu mà kiếm. Cuối cùng ăn cháo vịt với bạn. Cũng biết là có cái quán nó nằm ở hướng đó luôn. Cái cái đoạn nào đấy, chỗ này đó, chỗ nào đó. Ngã ba ăn hủ. Mình chạy ngược lại là vô mã bà ngoại á. Má. Cái mé sau lưng mình nè. Cũng này là gần tới. Này gần tới mã. Ừ. Mình thấy cao tốc này đi chút nữa tới mã bà ngoại à. Gần như đâu xa đó. Đâu có đông Lan. Thường 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 á là nó kẹt ngay trong cái ngã ba mình mới vừa quẹo nè. Nó dồn ngay chỗ đó nó kẹt. Mà mấy năm trước chỗ đó kẹt khủng khiếp luôn chỗ đó. Mà nay thấy thông thoáng rồi. Ý là người về quê nè, nay không có đông nè. Mấy tôi sợ ra cao tốc là nó đông chỗ này nè, với cầu Mỹ Thuận. Tùng chạy trước hả? Ừ, nó mới vừa vô chậm phí cái đó qua mặt á. Nó đi cái len kia. Về nó ngồi trước kìa, chạy trước. Thì bởi em mới nói nó đi cái len kia. Nó ngửa quá mặt. Mày cũng mua vô hấu kìa. Có mà, nhưng mà chưa mua. Đây là chợ Ân Hữu nè. Chợ mình. Len. Ở đây là chợ Ân Hữu nè, cầu Ân Hữu nè. Tới cầu Ân Hữu. Chị mới về, chiều tối chị mới về rồi.
máy em dắt cho chị được không? Ờ, chị đâu biết, đâu có thông báo gì đâu, chị đâu có biết. Điện thoại còn không có đăng ba nạp tiền nữa ở 3G. Được không dữ mà. Ờ. Thu mi nó nói thu mi nữa. Con ở nhà con còn không nạp tiền điện thoại nữa mở 3G. Đâu có nạp, nói chuyện không à. Alo, 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 khỏe ra. Ngồi nói chuyện không, không có nạp nữa. Ờ. Dạ, chưa có nằm. Ờ. Chưa nằm biết nào á. Chưa có nằm. Đi đi ở Tân Đạo im quá được ơi. Bao ở Tân Đạo im lắm. Xe ở Tân Đạo người ta đi im lắm. Tới chỗ cái trái xoài rồi. Nói với nó là tới trái xài rồi nè. Chứ trái xài cho bá rồi nè. Má mới trả tô hủ tiếu cho phở cho con mà 80 ngàn cho mày. Ăn tô phở Minh Tâm 80 ngàn. Thì tao chờ trả đó, giờ mày chuyển cho tao 200 đi, tao nạp 3G tao gọi cho. Cô hồn. Nó ngồi sao với Nhiếm nè. Nhiếm cái bên thu mi nó ghê, thu mi nó còn mình chỉ ngủ nữa lên xe ngủ không có không ngủ nó mệt đâu. Mi đi xe nó không ói đâu, nhỏ nó đừng có đi đâu được, nó nói tỉnh tỉnh vậy chứ tính nó vậy đi xuống năm dỗ nổi mặt. Sao selfie sống ảo được mày? Em ở nhà, về tới nhà em có wifi. Thì người ta nóng, người ta nóng hỏi luôn. Bởi vậy có lúc em ra đường á hả, điện thoại em không có tiền gọi luôn. Lại chim rồi chứ. Em đâu có nạp tiền. Lâu lâu tụi nó nạp với em hoặc là nó ấy là nạp. Gọi cha nào nạp, nằm không á. Nằm đi nè. Qua cầu Mỹ Thuận rồi nè. Đi đường này cũng ra cầu Mỹ Thuận nè. Cầu Mỹ Thuận đâu? Cầu Mỹ Thuận mới đi hoài. Vĩnh Long là xuống là quẹo nè. Đó là cái cầu thứ hai đi thẳng luôn. Đó, cầu thứ hai đó. Anh Năm. Cứ làm cầu đó là đi thẳng luôn. À, cầu Mỹ Thuận mà đi đâu á mà nó hay đập khác á, đi là đi luôn á. Lộn á, lộn đường là đi luôn á. Đó, cầu Chà Bá đó. Đấy, nó làm xong cầu này là đi thẳng luôn rồi. Không có dầu cái ba ngủ đâu. Mấy giờ Lan? Này có đồng hồ mà nó cháo quá không? Giờ sớm mà. Sáng mình cũng đi sớm thôi. Từ từ đụng đụng cái đầu bông cà bàn. Mà để gói lại. Xe kỳ quá. Không phải, à, cái ghế này không ngã ra nè. Nằm không được hả má? Được, nhưng mà nó không ngon á đó. À,
chỉ có chiếc xe đỏ mới nằm ngon thôi, anh em hiểu không? Nó không có cái lường quá. Rồi nó không có lường, rồi nó không có cách chia, rồi nó không có cái đồ mà cài nó an toàn á. Là nó còn cái kia là nó một cái ghế giống như cái ghế xanh lông. Xe đẹp đúng không vậy quá nè. Đó là xe đường mới. Mới đầu tiên, đi băng đầu tiên. Ghế rồi, xe đường mới. Được ở chị Hương. Ủa, có 5.8 luôn trời. Ủa đang lên dốc mà sao 5.8? Không, nó báo là cái đoạn đường mình đi nãy giờ. Cứ kịch tròn mà cái đáp mươi không có đạp ga mẹ gì hết tới đầu hao. Đi trớn thì ngon không. Điều ga ha. Ừ. Còn ví dụ vô kia anh thắng đạp trời đất ơi. Cái đạp á là cái dòng thua nó lên là nó hao xăng. Gặp mà cái mấy cái xe mà máy trắng mà cao đạp một cái là ỉn xuống một xỉ xăng. Đạp cái nó xăng nó giật. Ào xuống đó, nó hả cái họng ra nó ào xuống. Ơi mua ít đi trước mình chiếc xe kìa. 8. Cái gì á? Chứ giờ em chạy xe đó cũng quen. Giống như hồi trước chạy xe đỏ quen, dạng vậy nó quen xe. Bản để chà bá đó thấy không Lan? Không thấy bánh mì thử rồi đi về mình cũng không có. Sao mà? Đâu đi chút nó tới à? 3 tiếng. Không, bá nói là về nhà mình. Từ đây là về nhà mình mấy tiếng? Về xe đét 2-3 tiếng. Xe đét chút rồi má. Cầu Mỹ Thuận xuống xíu xe đét tới nhà thì. Kia đi ngược lại.